Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sỏi thận là một căn bệnh rất là thường gặp, nhưng mà hầu hết thì những người phát hiện ra sỏi đều ở những giai đoạn mà kích thước sỏi đã lớn và thậm chí là nhiều người thì rất là chủ quan trong việc điều trị bệnh, dẫn đến những cái biến chứng đáng tiếc. Ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay một chuyên gia có thể giúp quý vị và các bạn cùng giải đáp những thông tin xung quanh căn bệnh sỏi thận. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Thị Kim Dung, nguyên trưởng khoa thận tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Xin được kính chào bác sĩ. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết những cái biểu hiện cũng như là cái triệu chứng của căn bệnh sỏi thận. Sỏi thận thì nó có biểu hiện cũng khá là điển hình nếu như là bệnh nhân chú ý một chút. Ví dụ ban đầu có thể là hơi đau tức vùng thắt lưng, hai bên thắt lưng hoặc một bên thắt lưng tùy theo cái sỏi có ở bên nào. Thứ hai là bệnh nhân có thể có những cái đợt nhiễm trùng xuất hiện. Ví dụ như là bệnh nhân có tiểu buốt, tiểu rắt, hoặc là nặng hơn thì có thể là có tiểu đục. Và có thể là nếu như cái viên sỏi nó di chuyển thì nó có thể sẽ gây ra là đái máu ở các mức độ khác nhau, thậm chí có những người đái máu rất là nặng. Bệnh nhân có thể có sốt kèm theo, nếu như là tình trạng nhiễm trùng rầm rộ thì có thể kéo sốt kèm theo. Ngoài ra thì nếu như nặng hơn nữa thì có thể dẫn đến tình trạng là nhiễm trùng rất là nặng và nhiễm trùng toàn thân, ví dụ như là sốc nhiễm khuẩn cũng có những trường hợp là có thể dẫn đến là rất là nặng. Vâng. Sỏi thận hay còn gọi là sỏi đường tiết niệu vì có thể gặp các hòn sỏi ở bất cứ nơi nào trên hệ thống đường tiểu như thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo. Những hạt này thường là các chất lắng, cặn kết tinh và tụ quanh một hạt nhân hữu cơ. Khoảng 90% các hạt sỏi chứa chất canxi. Sau khi hình thành, chúng đi vào niệu quản. Cũng khoảng 90% các viên sỏi có kích thước nhỏ có thể dễ dàng lọt qua niệu quản mà không gây tắc. Nhưng nếu lớn, chúng có thể làm tắc cả niệu quản và gây ra cơn đau thận ở bên hông phía sau, đau lan tỏa hướng xuống háng theo đường tiểu. Cơn đau thận đôi khi có các triệu chứng ớn lạnh, sốt, buồn nôn kèm theo. Bệnh hay xảy ra thứ phát sau khi bị các rối loạn chuyển hóa canxi như thừa vitamin D, loãng xương, tăng năng tuyến cận giáp trạng. Lứa tuổi từ 30 đến 50 có nguy cơ bị sỏi thận cao nhất. Thưa bác sĩ, đâu là cái nguyên nhân dẫn đến căn bệnh sỏi thận ạ? Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh sỏi thận thì có thông thường là nó liên quan, đầu tiên là nó liên quan đến chuyển hóa về canxi, phốt pho, rồi axit uric của mỗi một người khác nhau của chúng ta, thì có người thì không bị nhưng có người thì bị. Đầu tiên là có rối loạn về mặt chuyển hóa các chất như thế, sau đó thì có những cái cơ hội thuận lợi để có thể tạo thành sỏi. Ví dụ như ở một người mà có bất thường về hệ thống thận tiết niệu từ lúc mình sinh ra, nó hơi dị dạng một chút, ví dụ là cái niệu quản nó không bình thường, đài bể thận nó không bình thường chẳng hạn, ví dụ như thế, thì đấy là một cái cơ hội gấp khúc ấy, thì là có cơ hội là nó sẽ dễ dàng tạo thành sỏi. Thứ hai là ở những cái người mà nó có can thiệp ngoại khoa ở đường tiết niệu làm cho viêm dính chít hẹp cái đường dẫn niệu, đường dẫn nước tiểu, thì cũng có thể là tạo điều kiện để cho lắng đọng những cái cặn mà nó không được thải ra bên ngoài một cách bình thường, thì lâu dần nó sẽ đóng lại và nó tạo thành sỏi. Thứ ba nữa là ở những cái bệnh nhân mà có cái tác phong làm việc hoặc là sinh hoạt ít vận động, trì trệ ít vận động thì cũng rất là dễ lắng đọng để tạo thành sỏi. Hoặc là những người mà uống nước ít quá thì cũng là một cơ hội để dễ dàng là tạo thành sỏi thận tiết niệu. Thưa bác sĩ, một khán giả địa chỉ email hathu1985a@yahoo.com có hỏi là: tôi nghe nói khi bị sỏi thận thì không cần đi mổ, chỉ cần uống thuốc là sỏi sẽ tan. Như vậy là có đúng hay không? Và đối với những trường hợp như thế nào thì sẽ phải đi tán sỏi? Và việc tán sỏi thì có nguy hiểm không? Khán giả này có vẻ hỏi cũng hơi nhiều, nhưng mà xin bác sĩ có thể trả lời từng ý một ạ. Dạ vâng. Đầu tiên thì sỏi có thể điều trị, ý bạn là có thể điều trị bằng nội khoa được hay không, đúng không ạ? Thực ra thì nếu khi mà sỏi nhỏ
thì cũng có thể điều trị nội khoa được. Đấy là có thể dùng các cái thuốc tan sỏi kết hợp với cả những cái thuốc mà giãn cơ trơn và uống nhiều nước, thì cái viên sỏi nhỏ đấy có thể nó sẽ được theo dòng nước tiểu nó sẽ ra ngoài, nó xuống bàng quang rồi chúng ta đi tiểu ra ngoài, thì trong trường hợp đó sẽ không cần phải can thiệp bất cứ một cái can thiệp gì mang tính ngoại khoa. Thế nhưng đấy là chỉ trong trường hợp là sỏi nhỏ, nếu như mình có ý thức mình đi khám và được phát hiện sớm. Tuy nhiên thì không phải ai cũng phát hiện sớm ra như là có sỏi nhỏ cả. Thế vì vậy cho nên là người ta thường phát hiện khi người ta có những cái cơn đau, có thể là đau âm ỉ rồi người ta lo lắng người ta đi khám, hoặc là cơn đau quặn thận rất là đau, đau vật vã, vã cả mồ hôi ra và đau vật vã như vậy thì người ta mới đi khám. Thì lúc này là viên sỏi có thể nó đang di chuyển và nó gây ra cái cơn đau như vậy. Thì những cái sỏi như thế thường là những sỏi nó to hơn, có kích thước to hơn. Chính vì vậy khi mà sỏi có kích thước to hơn ấy thì tùy ở các cái vị trí khác nhau thì người ta sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Ví dụ như là sỏi to nhưng mà kích thước mà dưới 2 cm mà nằm ở trên bể thận hoặc là nằm ở niệu quản 1/3 trên thì người ta có thể dùng phương pháp là tán sỏi ngoài cơ thể, là cái phương pháp mà điều trị nó không chảy máu, không cần phải can thiệp ngoại khoa nặng nề. Viên sỏi để có thể vỡ ra và cùng với cả nước tiểu mình có chế độ ăn uống hợp lý thì cái viên sỏi, những cái vụn của cái viên sỏi đó nó sẽ được đào thải ra ngoài qua dòng nước tiểu. Thưa bác sĩ, căn bệnh sỏi thận này thì liệu có phòng được hay không? Phòng ngừa thì thường là có biện pháp phòng ngừa bằng cách rằng là cái chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi của mình phù hợp thì nó cũng giảm thiểu đi cái nguy cơ tạo sỏi. Để phòng ngừa thì trước hết cái điều đơn giản nhất là mình nên uống nhiều nước hàng ngày. Thứ hai là không nên uống thuốc bừa bãi theo như là không được hướng dẫn. Ví dụ như có những người cứ sợ là bị thiếu canxi chẳng hạn thì cứ uống với một liều lượng rất là cao, hoặc là có thể không thiếu mà vẫn cứ uống, thì trong trường hợp đó cũng không là tốt. Tại vì nó sẽ thừa và nó sẽ lắng đọng lại ở nhu mô của thận hoặc là ở bể thận và tạo thành những cái viên sỏi, rồi sau này nó sẽ gây ra là tắc nghẽn. Những người đấy thì lại ăn uống lại phải hạn chế rượu chè này, thế rồi thì không nên ăn các loại thịt đỏ để giảm thiểu cái nồng độ acid uric đi, thì lúc đó cũng giảm thiểu được cái nguy cơ tạo thành sỏi. Thế và cái chế độ sinh hoạt là phải vận động thường xuyên, không nên là ì trệ, thì nó cũng đã làm cho cái nguy cơ tạo thành sỏi nó cũng ít hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Để phòng và điều trị sỏi thận phải uống nhiều nước, mỗi ngày 3 lít hoặc hơn. Ngoài ra, tùy theo nguyên nhân gây sỏi, người bệnh cần có chế độ ăn khác nhau. Chế độ dinh dưỡng tùy thuộc vào thành phần của sỏi. Sỏi urat cần loại trừ thực phẩm tạo ra axit uric trong cơ thể như nước thịt, giò, hạt đậu, trà đặc, cà phê, chocolate, cacao, rượu, giảm bớt lượng protein động vật. Lượng nước uống hàng ngày là khoảng 2,5 đến 3 lít. Sỏi oxalat cần giảm thức ăn có hàm lượng canxi, axit ascorbic và oxalat, sản phẩm sữa, phô mai, chocolate, rau xanh, trà đặc, đậu phộng, hạn chế muối và mỡ. Những thực phẩm chứa chất xơ rất có lợi, lượng nước hàng ngày không dưới 2 lít. Sỏi phốt phát, hạn chế sữa và các sản phẩm sữa, rau và hoa quả, uống khoảng 2 đến 2,5 lít mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, có rất là nhiều cách để có thể phòng ngừa căn bệnh sỏi thận. Trong số đó, đó là chúng ta cần phải vận động nhiều hơn, tăng lượng nước uống một ngày sao cho đủ từ 2 đến 2,5 lít nước và thận trọng khi sử dụng các loại thuốc có liên quan đến canxi là những cách mà được chuyên gia của chương trình khuyên. Và chuyên mục tư vấn sức khỏe mỗi ngày của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây.